Xin chào cả nhà, hôm nay mình có đến nhà vườn của chị Hằng ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Kính Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai ghép cho Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ chị nha cả nhà. Dạ em chào chị. Chào anh, chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em lên kênh thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình một số loại mai giống mai ghép để mình chơi Tết 2024 ha. Dạ. Thì số điện thoại liên hệ của em là 0349084844, cũng là số Zalo của em luôn ha. Dạ. Cô chú. Dạ. Dạ. Cũng lần đầu tiên chị Hằng đến kênh, rất mong cả nhà mình tham khảo ủng hộ chị nha cả nhà. Đầu tiên mình vô loại số 1 là cúc hương chùm ha cô chú. Dạ, cúc hương chùm. Rồi cả nhà ơi, cái mặt hoa cả nhà có thể lên Google hay YouTube mình coi mặt hoa giúp chủ vườn nha cả nhà. Thì ở đây mình không thấy hoa gió cho nên không có để lên màn hình được cả nhà ơi. Rồi cúc hương chùm, cái thông số này mình lấy làm sao chị ơi? Chiều cao mình lấy trung bình khoảng 35 ha. Dạ. Trung bình khoảng 35. 35 trung bình. Dạ. Nói chung là từ 35 ăn lên hả chị? Dạ đúng rồi. Ở cái này chị ghép lâu chưa? Cái này em ghép tầm gần 2 mùa. Dạ. Rồi rồi. Rồi cái thông số này để cây, chị lấy cả chừng 4 ngón tay không, bỏ ngón út ra không? Dạ đúng rồi, bỏ ngón út ra. Dạ, đi. Rồi cả nhà, mình tham khảo cả nha. Rồi cho em xin một gốc nữa chị. Cúc hương chùm nha cả nhà. Rồi. Cái giống này là bông, chị có chia sẻ giùm em trên clip được không chị? Cái bông nó sao chị? Cái bông nó cũng khá là to á. Dạ. Nói chung dòng cúc khoảng 36 cánh á. Dạ. Mà bông nó to. Dạ, bông nó. Dạ. To ha. Rồi thì cái này chị cho luôn sao? Cái này thì em để giá là 30k một cây. 30.000 cây à? Dạ đúng rồi. Rồi ơi. Dạ. Rồi cái này đế cũng xử lý đa dạng hả chị? Đúng rồi. Rồi mình tham khảo tìm vài gốc nữa cả nhà ơi. Đế xử lý đa dạng. Mình chôn sâu dưới cả nhà. 30.000 cây à. Cúc hương chùm. Liền cốt hết trơn, gần liền cốt rồi cả nhà. Chắc 90% rồi đó. Ồ, 30.000 bên đây chị có nhiều không chị Hằng? Dạ cái số lượng này em cũng còn tầm khoảng 100 cây đổ lại à. Dạ. Số lượng này còn ít. Tiếp theo thì mình tới dạo Thủ Đức cả nhà ơi. Đây, cái thời gian ghép nó cũng cỡ cái lô cúc hương chùm bên kia không chị? Dạ đúng rồi. Rồi cái hoành chắc cũng cỡ luôn cả nhà. Rồi cái chiều cao bên đây chị lấy khoảng chừng nhiêu chị chị? Cũng tầm 35 mình lấy lên ha. Dạ. 35 lấy lên hết. Rồi. Nút nụ nè cả nhà. Rồi có ôm nút nụ cho em tham khảo thêm gốc hay gốc nơi chị. Nói chung là nó ôm nút nụ nhiều lắm. Dạ. Hàng này mình để cho Tết cũng được. Dạ. Chị bên đây mình phơm phơm cao nhiều hả chị? Có đúng có rồi, phơm thấp cao. Không chị? Mình dạ, đa số em làm phơm cao không anh? Dạ, có dạ, phơm cao ha. Dạ. Rồi thì cái này giao luôn sao chị? Dạ 30k một cây à, thì 5 cây em sẽ gửi hàng. Dạ. 10 cây em bao phí cho cô chú anh chị luôn. Dạ. Dạ. Rồi. 5 cây gửi 10 cây bao cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi vậy mình có hai giống hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ 30 ngày này mình có hai giống. Thì cả nhà ơi, cuối clip mình thì mình có thêm những mã số cây lớn hơn. Rất mong cả nhà mình xem hết clip ủng hộ chị nha cả nhà. Rồi mình có hai giống cúc hương chùm với dạ Thủ Đức, đồng giá 30.000 cây. 5 cây mình gửi 10 bao ship tặng 1 cả nhà ơi. Rồi tiếp theo là mình giao lưu cúc họ Hương lớn ha cô. Dạ. Chú, nằm trong hiện tại thì nó nằm trong chậu ha. Dạ. Cái này thông số mình lấy làm sao chị Hằng ơi? Thông số để em có thước. Dạ, để có thước đo luôn ha. Dạ, cúc họ Hương nữa nha. Cái này chị ghép đâu chị Hằng? Cái này em ghép khoảng gần 3 mùa. Dạ, rồi mình đo luôn. Chiều cao này 50, em lấy 45 ăn lên cho cô chú hết ha. Dạ. Tán ngang lấy 35 đi anh. Rồi, tán ngang 35. Dạ. Rồi, cả nhà ơi, mình tham khảo nha cả nhà. Cúc thọ hương. Cái này mình bó bầu nha cả nhà, mình không có gửi chậu. Nói chung là cái hàng vô chậu thì mình bó bầu hết nha cả nhà. Rồi, gần như liền cốt rồi cả nhà ơi. Thì đế cũng xử lý đa dạng cả nhà. Cái này chị Hằng giao luôn sao chị? Dạ cái này là 70k một cây, 70.000 một cây. Dạ 70.000 cây, để mình quay xa nè cả nhà. 70.000 cây, rồi dạ. Mấy cây chị gửi chị? Dạ 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao phí cho cô chú mình. Dạ. Rồi. 3 cây gửi, 5 cây bao ship cả nhà ơi. Rồi mình tham khảo thêm gốc nữa. Đa phần mình uống dáng long này nhiều hả chị Hằng ơi? Dạ đúng rồi. Dạ, để xử lý đa dạng nè cả nhà. Rồi cả nhà có thể liên hệ chị hả cả nhà. Số điện thoại chị mình để bên góc trái màn hình này nha. Thì liên hệ chị thì chị lựa cây rồi cả nhà ok thì mình chốt đơn rồi mình kiếm ra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Rồi 70.000 cây. Rồi bên dạ. Đây bên đây mình tới Cúc Tân Châu. Cái hàng này chiều cao mình lấy cho cũng cỡ bên họ Hương kia hả dạ, chị? Dạ đúng rồi anh. Mình lấy 45 ăn lên hết cho cô chú hết. Dạ, dạ. Cũng muốn dán lông hết trơn nè cả nhà. Đây nút nụ nè cả nhà ơi. Rồi mình tham khảo nút nụ nè cả nhà. Đó, nát lá nào cũng có nút nụ hết trơn. Đó. Cái này nụ thấy ham lắm. Dạ. Rồi bên đây đồng giá luôn hay sao dạ, chị? Dạ đúng rồi, cái này đồng giá luôn. Rồi, cái 70 ngàn một cây. Cái hoành chắc mình lấy cũng ngón, nói chung nằm ngón tay cả nhà. Đừng dạ. Út ăn tới ngón cái ha. Rồi, tán ngang bên đây chắc mình lấy cả chừng 30 không chị? 25-30 không?
bên này cái loại này hình như nó có chiều cao hơn hả chị? Dạ, không? Nó có chiều cao. Dạ. Cái này mình cũng lấy trung bình cho cô chú mình 35 ăn lên luôn. Dạ, dạ rồi. Dạ. Rồi cái nhà mình tham khảo nha cả nhà. Vậy là cái hàng 70 ngàn này mình có hai giống hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi Thọ Hương với Tân Châu. Đúng rồi. Rồi cứ 3 cây gửi hàng, 5 cây mình bao ship cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Số lượng bên đây mình có nhiều không chị ơi? Số lượng thì có cũng mỗi giống thì tầm khoảng hơn 50 cây à. Dạ. Số lượng em còn ít chứ không có nhiều. À rồi cả nhà dạ. Có lấy số lượng, nếu mà lấy hết cái đó cũng có giá ưu đãi cho cả nhà luôn nha cả nhà. Với lại nhà vườn mình, lại nhà vườn mình cũng có giá mềm cho cả nhà luôn nha. Rồi mình vô cặp số 1 là Đại Lộc hả cô chú? Dạ. Rồi mã số 1 cả nhà ơi, một mã cặp Đại Lộc. Rồi cho em xin thông số luôn chị ơi. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Tán ngang 55, hai cây này nó cũng đều tán với nhau hả cô chú? Dạ, rồi cho em xin một vòng không chị? Cái mã, cái cặp này mình ghép lâu chưa chị Hằng ơi? Cặp số 1 em ghép là hơn 3 mùa, gần 4 mùa. Dạ, rồi mình tham khảo cái đế nha cả nhà. Đây, cái đế cả nhà ơi. Cái góc đầu tiên, cái hoành này cỡ chừng bao nhiêu đây chị Hằng ơi? Để em đo. Chị đo giúp em luôn đi. Đo mình đo góc này trước cả nhà. Hoành thân là lấy 7 thôi. Hoành thân chỗ đó là 7 cả nhà. Đế cũng xử lý đa dạng cả nhà ơi. Đây cái đế à, bên đây thân lắc lượng. Cái lô này như mình nấu dán lâu nhiều cả nhà. Dạ, hoành thân bên đây cũng gần 8 nhưng mà em lấy 7 cho cô chú thôi. Dạ, rồi mình tham khảo cái gốc này cả nhà. Bự hơn cái tay cái của mình á. Rồi cái mã số 1 này mình giao lô bao nhiêu chị Hằng ơi? Dạ cặp số 1 em giao lô là 450, em bao phí vận chuyển. Dạ, 450 bao phí ship cả nhà. Cây cũng dạ. Khá là tùm cả nhà ơi. Có nút nụ ở trơn nè cả nhà. Đại Lộc. Mình tham khảo nha cả nhà. Đại Lộc nút nụ như xương cá luôn cô. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo 450 bao ship nha cả nhà ơi. Tiếp theo mình tới mã số 2 cũng là một cặp Đại Lộc nha cả nhà. Ôi nút nụ nè cả nhà. Ôi quay nút nụ nhìn thấy ham lắm cả nhà ơi. Cao 62. Dạ, chiều cao 62 cả nhà. Tán ngang 50. Tán ngang 50. Rồi cho em xin một vòng luôn chị ơi. Chị cái hàng Đại Lộc này lớn lớn này mình có nhiều không chị? Dạ cũng ít chứ không có nhiều anh ơi. Dạ. Dạ. Rồi mình tham khảo một vòng với lại mình tham khảo cái đế cả nhà ơi. Ôi cái góc bên đây đẹp nè nha. Đây 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 cái góc bên này nè cả nhà. Rồi chừng sổ nè cả nhà. Để mình xin phép lấy cái bút lông vô mình so sánh cái góc cho cả nhà mình dễ hình dung cả nhà. Này nó cỡ xem với cái đầu bự bút lông cả nhà. Góc bên đây ha. Mã số 2 cả nhà. Rồi còn góc bên đây thì để mình đính vô. Nói chung là cỡ đầu bự bút lông ăn lên cả nhà. Rồi mã số 2 này giao lưu bao nhiêu chị Hằng? Dạ mã số 2 em giao lưu giá 400 ngàn. Dạ. Bao phí vận chuyển. Rồi nút nụ nè cả nhà. Đây là nút nụ nè. Quá tí không? Hôm nay mình giao lưu mấy mã số chị Hằng? Em giao lưu 17 mã số. Rồi cả nhà cố gắng xem hết clip lượng cặp nào mình về mình chơi Tết nha cả nhà. Ủng hộ nhà vườn luôn nha. Tiếp theo mình tới mã số 3 cả nhà. Rồi cái này gốc bự hơn nữa nè cả nhà ơi. Dạ chiều cao 80 luôn. Chiều cao 80 luôn. Tán ngang 45. Dạ, rồi cho em xin một vòng luôn chị ơi. Nói chung là mình lượng cặp đều nhau nha, mình đo một dạ. Cây cho đỡ mất thời gian cả nhà. Cái cặp này gốc bự nha cả nhà. Rồi để mình nói chung có nút nụ ở trơn à. Thì lâu lâu mình quay nút nụ một lần cả nha. Nói chung cây nào cũng có hết á. Còn cái đế nè cả nhà. Xử lý đa dạng cả nhà. Ôi nó bự hơn cái đầu bự như cái bút lông nhiều luôn cả nhà ơi. Góc bên đây nè. Ôi nó bự liền cố hết trơn rồi ha. Cái hàng này 3 mùa mấy hả chị? 4, dạ đúng rồi, gần 4 mùa. Gần 4 mùa. Đây cả nhà. Rồi mã số 3 này mình vô lưu bao nhiêu chị? Dạ 400 ngàn cho cặp số 3 này luôn. Dạ 400 ngàn cả nhà. Mã số 3. Cặp số 4 hả cô chú, cũng là một cặp Đại Lộc luôn ha. Dạ. Dạ chiều cao 65. Chiều cao 65. Tán ngang 50. Dạ. Rồi cho em xin vòng luôn chị Hằng ơi. Đây. Cái này dạ. Có củ rất là đẹp luôn cô chú ơi. Dạ. Mã số số 4. 4 nha cả nhà. Rồi một cặp Đại Lộc tiếp tục nè cả nhà ơi. Rồi mình tham khảo cái đế cả nhà. Đây. Ồ bên đây củ nó nở cả nhà, ở trên đây nó nở luôn nè cả nhà. Đây đây đây, để mình quay bên đây nè. Chị dán cái lá này lên giúp em cái chị Hằng ơi. Đẹp đây. Bên đây quá trời cái củ luôn. Ồ nó nở nè cả nhà. Bự lắm mà bự cả nhà ơi. Rồi bên đây nữa nè, nó hồi lên nè. Mã số 4 này giao lưu bao nhiêu chị? Dạ cũng giá 400 ngàn cho cặp số 4 ạ. Dạ. Rồi mình nhận hàng kiểm tra hàng đúng như cái mã số đúng cây thì mình nhận nha cả nhà. Rồi mình mới thanh toán nha cả nhà ơi. Cặp số 5 nó cũng là một cặp Đại Lộc hả cô chú? Dạ. Dạ chiều cao là 67. Chiều cao 67. Tán ngang 50. Dạ. Ôi cái đế nè cả nhà. Cái hàng Đại Lộc này củ bự đế nó cũng khá lắm cả nhà. 450, 400 một cặp. Đa phần là 400 cặp hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi 400 ngàn cặp bao ship nha cả nhà. Ôi ôi hàng già mùa. Củ nó nở nè cả nhà. Gốc nó cũng bự nữa cả nhà. Nụ thấy ham luôn á cô dạ. Chú. Dạ. Đế đây. Nụ thấy mê luôn cả nhà. Đó mình quay xa xa thôi mình nhìn thấy nụ luôn cả nhà. Rồi bên đây nè.
Quá tí luôn, 400 ngàn cặp cả nhà. Mã này là mã số dạ, số 5. Mã số 5 cả nhà ơi. Rồi mình tham khảo một vòng nha cả nhà. Đây, quá tí nụ không? Dạ, số 6 là một cặp thọ hương hả cô chú? Dạ. Cúc thọ hương nữa nha. Dạ. Chiều cao là 75. Rồi, chiều cao 75. Tán ngang là 75 luôn. Dạ rồi, cho em xin một vòng luôn chị Hằng ơi. Dạ đây. Hàng thọ hương nữa nha. Bự hơn cái hàng hồi nãy mình quay ở lô ở ngoài nhiều nha cả nhà. Dạ. Cái hàng này mình ghép bao lâu rồi chị Hằng? Dạ cái này tầm khoảng 3 mùa chứ, 3 mùa hơn á. Dạ. Rồi mình tham khảo nè cả nhà ơi. Thọ hương, đây nút nụ nữa cả nhà. Ồ. Rồi còn cái hoành nè cả nhà. Nói chung là mấy cái có sự lý đế hết trơn cả nhà, cứ an tâm nha, nó nằm sâu ở dưới á. Đây, cỡ đầu bự cái bút lông ha. Bên đây cũng vậy luôn nè. Đây, mình để kế bên luôn nè ha, cỡ đầu bự cái bút lông. Rồi, mã số 6 này, một cặp thỏ hương chị cho luôn bao nhiêu chị hả? Dạ, 550 cho cặp số 6 ạ. Dạ, 550 một cặp số 6 cả nhà. Rồi, cho em xin một vòng chị Hằng ơi. Dạ, đây. Ồ, cả nhà mình tham khảo nha, nha. Hôm nay mình cho luôn 17 mã số nha. Còn 11 mã số nữa nha. Kế đó là cặp số 7, cũng là một cặp thỏ hương luôn hả cô chú? Dạ. Dạ, chiều cao này em lấy là 62. Chiều cao 62. Dạ, tán ngang 60. Dạ rồi. Thì cái này cùng lô không vậy? Thời gian ghép dạ, cũng như nhau ha. Dạ cùng lô. Dạ rồi, cho em xin một vòng luôn chị Hằng ơi. Dạ, rồi mã số 7 này mình giao lô bao nhiêu vậy chị? Dạ mã số 7 em giao lô là giá 450. Dạ, cái này 4... có cũ đẹp lắm cô chú. 450 cả nha. Rồi mình tham khảo cái đế cả nhà ơi. Đây, cái góc bên đây. Góc bên đây mình tham khảo cái đế đây cả nhà ơi. Nè, rồi mình để cái cây bút bi vô là chính xác nhất trong cái ngón tay, trong cái tay người, tay lớn tay nhỏ cả nhà. Rồi mình xin phép để cây bút lông nha, lộn cây bút lông chứ không phải cây bút bi. Cây bút lông. Đây. Để cái góc này để quay qua đây đi. Có hai cây cho nên mình cố gắng quay kỹ cho cả nhà mình tham khảo nha. Rồi mã số 7 này mình vô lưu là 450 bao phí ship cho cả nhà nha. Mình kiểm tra đúng như cây như trên clip mình nhận nha cả nhà. Rồi mình quay kỹ một vòng nữa cả nhà mình xem nè. Rồi, nút nụ, nói chung bao nút nụ, hàng này bao nút nụ. Rồi khi mà cái nhà nhận hàng rồi cái nhà trồng thì có cái vấn đề gì á về kỹ thuật chăm sóc này kia thì cả nhà cứ mạnh dạn liên hệ chủ vườn ha, chủ vườn nào cũng được, mình chủ vườn sẽ hỗ trợ cho cả nhà nha. Cái đó là cặp số 8 hả cô chú. Là một cặp thọ hương, cặp này gốc vườn hả cô chú. Dạ. Dạ chiều cao là 75. Chiều cao 75. Tán ngang 60. Dạ rồi, cái này mình ghép gốc vườn nha cả nhà. Dạ. Hoành bên đây là lấy 10 thôi. Dạ. Chị cái này mình ghép lâu chưa chị? Dạ cái này cũng hơn 3 mùa, ở bên đây 11 á cô chú. Dạ, rồi một góc 10, một góc 11. Dạ. Thì cái này góc vườn nha cả nhà, không có xử lý đế cả nhà ơi. Rồi, mình tham khảo cái góc bên này nha. Rồi, một cặp cúc thọ hương, mã số mấy vậy chị? Số 8. Mã số 8. Mình giao lưu bao nhiêu chị ơi? Dạ giá 550 em bao phí ship. Dạ, 550 bao phí ship cả nhà. Nói chung là hàng mai ghép mình là nút nụ nhiều lắm cả nhà cứ an tâm nha, mình mua về mình chơi Tết nha. Cặp số 9 cũng là một cặp thỏ hương ha cô chú. Dạ. Bây giờ mình quay lại là hàng gốc nhất cả nhà. Cái dạ. Nào gốc vườn thì mình nói gốc vườn. Chiều cao là 75. Dạ, chiều cao 75. Tán ngang 55. Rồi, tán ngang 55 cho em xin một vòng luôn chị Hằng ơi. Đây. Rồi, mã số 9 nha cả nhà, hàng gốc gốc nhất nha. Rồi, mình tham khảo nha cả nhà. Rồi cái đế này cả nhà ơi. Thì hoành nói chung là từ cái đầu bự của cây bút lông ăn lên không cả nhà. Đây. Đây. Đây, cỡ này cả nhà, mình để kế bên nè ha. Đó. Rồi góc bên đây. Mã số 9 450 hả chị? Dạ đúng rồi, 450. Rồi 450 mình thấy mình đọc luôn. Rồi 450 cả nhà, mã số 9 một cặp cúc thọ hương ghép gốc nhớt nha cả nhà. Rồi mình coi tổng thể cái này nha. Đây. Nói chung hàng bao nút nụ nha cả nhà. Dạ, số 10 là thọ hương ha cô chú. Cặp rồi, tiếp tục một cặp thọ hương ghép gốc dạ, nhớt nha. Dạ chiều cao là 70 gần 80 luôn. Rồi. Cái tán ngang. Dạ, tán ngang 60. Rồi, cho em xin một vòng luôn chị ơi. Mã số 10 mình cũng giao luôn là 450 hả chị? Dạ đúng rồi, 450. Rồi mình thấy giá đó mình đọc luôn. 450 nha cả nhà, gốc nhớt. Nhưng mà có ăn gốc bên đây tại vì cái gốc ghép mình cắt hơi cao phải không chị? Dạ đúng rồi. Bên đây mình cắt hơi cao nè cả nhà. Này, như gốc này mình cắt hơi cao nè. Này cái hoành này cũng cỡ cái đầu bự kiểu lông không cả nhà ơi. Mình đính vô cho cả nhà mình tham khảo ha. Chủ yếu là đây, mình tham khảo cái gốc đó cả nhà. Mình để sát vô luôn nè. Rồi mã số 10 đồng giá 400 dạ 450. 450k bao ship nha cả nhà. Rồi mình tham khảo một vòng nha, mã số 10 nha cả nhà. Đây. Mã số 11 là một cặp cúc Tân Châu hả cô chú? Dạ. Dạ anh này chiều cao 70. Chiều cao 70. Tán ngang 50.
Dạ. Rồi cho em xin dòng luôn chị ơi. Đây, cây bên đây hình như nó um tùm. Dạ, um tùm hơi dạ. Lùm hơn cây bên kia xíu. Dạ. Nói chung cũng cỡ cỡ nhau đó nha. Mình đo một cây cho đỡ mất thời gian. Rồi mình tham khảo cái đế nha cả nhà. Rồi, chị ơi, chị làm ơn chị dán lá lên giúp em chỗ này nó um tùm chỗ này quá. Đây. Đây cả nhà ơi. Khoan khoan để mình quay kỹ cho cả nhà mình xem nha. Ồ nó bự hơn cái đầu bự cũng lông nhiều cả nhà. Mã số 11 nha cả nhà. Dạ. Rồi mình tham khảo thêm góc bên đây nữa nha. Rồi góc bên đây, cũng xem. Góc bên đây bự nữa cả nhà. Rồi một cặp này mình vô lưu 450 luôn không chị? Dạ đúng rồi, 450. Rồi. Rồi nút nụ nữa nha. Đó. À, Tân Châu cả nhà, một cặp cúc Tân Châu mã số 11 nha cả nhà, 450k bao ship cho cả nhà toàn quốc luôn nha. Dạ cặp số 12 là cũng là cặp cúc Tân Châu hả cô chú? Dạ. Dạ chiều cao là 67. Chiều cao 67. Tán ngang là 50. Rồi cho em xin một vòng luôn chị ơi. Thì đa phần cái hàng mã số này là thời gian ghép mình 3 mùa trở lên không phải không chị? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi, mã số 12 này, ồ mã số 12 này đã hả chị? Dạ. Giá thấp 300.000, 300.000 cặp. Mình tham khảo cái góc nha cả nhà, mã số 12 300.000 cả nhà ơi. Rồi, cái góc nó cũng xem cái đầu bự nha, gần góc bên đây. Góc bên đây. Đây cả nhà. Kiểu như là chiều cao tán ngang nó kém hơn mấy kia cho nên giá nó mềm hơn phải không chị? Dạ đúng rồi. Rồi, cái thời gian ghép nó cũng như nhau rồi cả nhà ơi. Rồi mã số 12 300.000 nha cả nhà, mình tham khảo một vòng nha. Rồi, đây. Cặp số 13 hả cô chú là một cặp giỏ Thủ Đức ha. Dạ. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Tán ngang 45. Rồi, cho em xin một vòng luôn chị ơi. Rồi, một cặp giỏ Thủ Đức mã số 13. Dạ. Cái này mình vô luôn bao nhiêu chị Hằng? Dạ 300.000 một cặp này. À. Rồi mình tham khảo cái đế cả nhà ơi. Rồi bên đây, ý, bên đây đế nó nổi lên rồi cả nhà. Rồi mình tham khảo cái đế nha. Đây. Cái góc này. Đó, mình đính vô nè cả nhà. Cái này nó lồi lên hồi xưa quấn rễ kiểu gì đây mà giờ nó lồi lên vậy nè. Cái này em quấn bí anh. Bí hả chị? Bí còn được 3-4 muối. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha, mã số 13 có 300.000 cả nhà. Đây nút nụ nữa cả nhà. Đó. 14 là một cặp giỏ Thủ Đức hả cô chú? Dạ. Dạ chiều cao cũng 60 luôn nè. Dạ tán ngang 35. Rồi cái hàng này chỉ có nhiều không chị? Thủ Đức này nè chị. Dạ cái hàng giỏ Thủ Đức này thì cái số lượng em có nhiều. Thí dụ như mà cô chú nào mà muốn lấy số lượng á thì em sẽ báo cái giá sỉ cho mình. Dạ. Còn hiện tại em lên cặp về thì em giao lưu với cô chú là giá 300 một cặp ha. Dạ. Rồi cả nhà đây. Đó. Cũng xem nó bự hơn cái đầu nhỏ mà nhỏ hơn cái đầu bự. Cái củ đế toàn bộ là đế nổi hết. Dạ. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Một cặp vậy là 300.000 cả nha. Ví dụ như cô chú nào mà có nhu cầu để lấy số lượng mà trồng đất hay là kinh doanh lại á. Dạ. Thì alo cho em sẽ để cái giá hữu nghị cho mình ha. Dạ rồi. Số lượng Thủ Đức này còn khá nhiều. Dạ rồi, cả nhà mình tham khảo một vòng nha cả nhà. Mà số 14 mình vô lưu với giá là 300.000 bao ship. Dạ. Nha cả nhà ơi. Còn số lượng nhiều lắm nha. Dạ cặp 15 là một cặp giỏ Thủ Đức ha. Này bự hơn quá không chị? Dạ đúng rồi, hiện tại cây này em ghép 4 mùa anh. Dạ. Dạ chiều cao là 60. Chiều cao 60 cả nhà. Tán ngang 50. Dạ rồi cho em xin một vòng luôn chị ơi. Đây. Rồi mình cũng uống nhãn lồng, nói chung là nhà vườn mình uống nhãn lồng nhiều hả chị? Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà, cái đế này cả nhà. Mình thấy khá là bự cả nhà ơi. Rồi chị có thể dán lá giúp em. Nó tùm quá. Đây cả nhà. Thấy rõ. Rồi. Đây để mình cố gắng mình quay kỹ cho cả nhà mình tham khảo. Đây. Rồi, bự hơn cái đầu bự ha. Rồi, cặp này mình giao lưu bao nhiêu chị? À, cặp 15 này em giao lưu với giá là 500. Dạ 500.000. Dạ 500.000 bao phí vận chuyển. Hàng 4 mùa ha. Dạ hàng 4 mùa. Rồi giờ tôi rất bên đây chỉ có nhiều cái hàng bự này nè. À hàng bự thì em tầm khoảng chắc 50 hơn á. Em còn dạ. Một luống này nè. Dạ. Rồi cái nhà mình tham khảo nha cả nhà. Nói chung là hàng này chuẩn quá chuẩn rồi. Hàng 4 mùa rồi. Tròn vo hết trơn nè cả nhà. Cặp số 16 ha cô chú. Dạ. Cũng là một cặp giảo Thủ Đức ghép 4 mùa. Rồi hàng này lớn nữa nha. Dạ. Chiều cao là 78. Chiều cao 78. Tán ngang là 53. Rồi cho em xin một vòng chị Hằng ơi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu chị? Dạ 500.000 cho cặp số 16 này ạ. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Mình tham khảo cái đế nha. Dạ, đây. Đây cái đế đây cả nhà. Đây cái đế đây. Ồ, mấy cái này thì mình chuộng sau. Nói chung là nó bự hơn cái đầu bự mình nhiều quá nha ơi. Bự hơn cái đầu bự bút lông nha cả nhà. Đây. Rồi. À, một cặp mã số 16 mình vô lưu là 500.000 bao ship nha cả nhà. Rồi mình tham khảo một vòng nè cả nhà. Đó. Dạ cặp số 17 á cô chú. Dạ. Hôm nay mình vô lưu 17 mã số nha cả nhà. Dạ. Cả chiều nhà. Cao là 75. Cả
cả nhà ủng hộ giúp nhà vườn nha cả nhà. Tán ngang là 65 ạ. Dạ. Cái này giờ hoành thân lớn. Cái này gốc bự lắm cả nhà. Cái mã số cuối này gốc dạ, bự. Hoành thân được 9 nè. Hoành bên kia là 9. Để xíu mình coi kỹ nha cả nhà. Hoành bên đây là hơn 10, lấy 10 thôi. Rồi, đây cả nhà ơi. Cái này bút lông không có nghĩa đẹp gì cả nhà, bự lắm, bự luôn á. Rồi cái mã số này chị giao lưu bao nhiêu chị Hằng ơi? Dạ mã số 17 cuối clip thì em giao lưu 600 ngàn cho dạ. Mã số 17 nha. Còn nó liền cốt nó bự lắm bự. Cái gốc bên đây nè cả nhà, bự lắm bự luôn á. Cây tán đây. Rất là đẹp luôn cô chú ơi. Cặp số 17 cũng là cặp cuối clip của em ha. Thì em cảm ơn cô chú đã xem hết clip của em và cũng mong cô chú sẽ ủng hộ clip này của em ha. Dạ. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.